tiên nãy giờ mình chơi. Thì sạc lại cái này mình chơi. Rồi sạc vậy luôn. Sợ bố con nhà nào. Giờ này, việc đầu tiên là phải xây hệ thống làm sao để nó cải tạo được. Nó ấy càng nhiều càng tốt này. Thì tôi làm cái bơm nước thì nhìn nó đẹp hơn. Xong xuống cái đồ ăn hồ nhìn nó đẹp hơn rồi. Là phải cần chỗ này sao để cải tạo được xung quanh tối đa chi phí này. Này ok này, vừa cải tạo nước vừa cải tạo đất, mà chỗ này cũng phải một cái. Vậy thì mình sẽ phải xây một cái ụ, mình nghĩ là nằm ở gần cái này để lát còn kết nối với cái kia vào với nhau. Kết nối được rồi. À, nếu vậy thì xây ở đây để lúc này nghe kết nối với nhau thôi. Ở đây cái kia cái này được rồi, giờ là phải bỏ lóc quên trước đó. Tối đa mặt nước được. Tối đa mặt nước được. Ra mặt nước không tám không ở bên này cũng phải tối đa mặt nước rồi. Chỗ này vẫn còn xây được một cái ở đây thì tối đa mặt nước. Đây thì mình sẽ xây một cái trụ ở đây. Một cái trụ ở đây thì để có kết nối hai này với nhau rồi thì mình sẽ xây cái trụ cỡ này. Mình có thể nối với cái này qua. Đặt cái này đây. Xây cái này. Xây này. Đó, có diện tích mặt nước đó rồi đấy. Làm sao xung quanh cái này phải là lấy hết. Chỗ này giờ chưa được này. Cái này bây giờ cần một cái trụ ở chỗ này, đâu đó chỗ này. Rồi rồi rồi, yên tâm. Nó nước tiền hết rồi, mình tĩnh, không có gì đâu. Chưa? Rồi, đây đơn giản rồi. Xem anh làm việc đây là lúc kiếm tiền đây. 22 94 50 68 à 17 à 54 70 53 128 này còn đành chưa. Tiếp tục nhiệt độ phải tăng nữa rồi. Ok thì tịnh nhiệt độ phải tăng nữa phát triển ngay đấy đúng không. Này tăng đi tăng độ ẩm với tăng diện tích cái à. Tạo dựng cây nhiệt đới giờ phải đi đốt à? Tăng 5 độ C tăng 7 độ C tăng 7 độ C tăng 5 độ C rồi mà đốt xong lại phải xây dựng lại đốt ở đâu nhỉ. 9 độ C tuyệt vời rồi là mình xây lại này. Này phát triển song song, phát triển từng thứ là cũng ổn lắm. Mình không nói được bên kia rồi. Được nhìn vào mình nhỉ. Nói này là chưa đủ. Rồi thôi, nhiệt độ phải tăng nữa.
như cậu là 15, 15, 30. 30 độ. Thêm nữa. 7 độ. Còn đúng 7 độ là được. 2 độ. Cố gắng lên, một nhảy nữa thôi. Rồi, đến độ ẩm này. Ok, thu thập này thôi. Trên 80%. Nhiệt độ vẫn phải tăng tiếp. Ghét cho nồng độ nó luôn. Rồi nhé. Còn trên 80% đúng không? Này thì trên 80%. Rồi, xong hết nhiệm vụ rồi đấy. Giờ bắt đầu tập trung xây dựng này. Giờ đầu tiên này phải... này kết nối nhiều quá rồi. Mình sẽ cải tạo lại cái này. Ủa? Trời ơi, đâu cần phải xây đâu. Đốt xong dùng cái này xây đè lên là được rồi. Ẩu quá, ẩu luôn. Ẩu quá ẩu bạn ơi. Đến này chơi sai. Đến này chơi sai, không biết em này. Thế game nó khó thế. Đây là kiểu nào thì cũng nói hết. Chúng ta xây kiểu này, tận dụng được bên góc này không? Thôi, bất công lại bị mít cái chỗ này nữa. Cứ làm hai nháy như thế đã được tính. Cứ chạy thảm hết mọi người nữa. Kiếm tuyền đi đó. Cần nhiều tuyền cầm tốt đi đó. Quá rồi. 500 rồi đó. Chưa. Mình sẽ phải bán lên hai cái đạn này. Cho nên mình làm cái sản phẩm này. Rồi, giờ đầu tiên là sẽ biến đó khu này thành đầm lầy đó. Nên đầm lầy ảnh hưởng đến san hô không ta? 50, ngon 7 mấy mà. 6 mét này, 2, 2, 5, 5, 5, 9, âm. Mấy giờ ngon nhất rồi? 8, 2, ok. Còn 1, 7, 2, 2. Ok. 52, 36, 20, 26, 41. 71. Ủa, cái đồ có bão rồi. Rồi, tiếp theo mình nên làm một số cái không ấy đi. Nó có kinh này. Bấm vào đây, bật chuyển nó. Ra đây bạn ơi. Ô, có mưa là nó sẽ hay quá. Có mưa là nó sẽ làm sạch nước biển luôn. Có mưa là nó tự tăng đấy luôn, nguồn tài nguyên vô tận luôn. Hay quá, 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 nguồn tài nguyên vô mình mà tận rồi thì mình cứ kết nối thôi, kết nối thôi. Cứ nào nối được thì mình sẽ nối hết. Nói được, nói hết. Biển gần như sạch, tinh luôn. Ừ.
này này nó nói được nhiều cơn mưa trở lại sáng. Lan với phòng dọn dẹp nó có phức tạp không? Đã có chỗ này. Làm hơi quá không? Gần kết nối một vòng tròn. Cố lên. Đây là đây. Theo mình nghĩ là vậy. Trời ơi, lệch mất rồi. Rồi lỡ rồi. Rồi, coi như là vòng tròn đã kín bánh rồi. Mình sẽ bắt đầu vận chuyển những cái thằng này làm trong này, không có khả năng hết. Đây, cũng cùng là so này là hai này. Xin cho em lượt một số anh chị nữa. Tạm nhất đẹp cho biển nhé. À, cái này thì đã không kết nối đi đâu hết. Các bạn này, thằng này không kết nối đi đâu thì cho nó biến thành đầm lầy luôn. Này, không biết kết nối đâu nữa. Cho nó biến thành đầm lầy luôn. Cho nó biến thành đầm lầy luôn. Cái giá trị điểm cho cái này hết. Làm cái này đi. Này như vậy. Ok. Lại mưa, lại có lại có tiền. Là mình sẽ làm giữ ship đúng không thầy? Được, được. Ủa đẹp quá ta. Nguyên cái khu vực cái nó thành đáy luôn. Hay nhờ. Em chơi vui quá, vui quá. Ngoài điều kiện trời ơi, thảm thực vật quá đẹp luôn. Rồi xong giờ đến cát này, chú ý không đấy, nhầm một phát nữa là hai bảy đúng không, giờ làm cát ok rồi. Ai có thể nói gì mình nữa rồi, không ai nói gì mình nữa rồi đấy. Chỉ luôn rồi. Giờ là đến một em này, hai em này, ba em này. Trời ơi là trời. Giờ thì nó tan hô là vô tư. San hô là vô tư. Rồi. Đây có 100% cái này hơi lạ đấy. Xong. Hay quá. Yes. Wow. À, rồi. À, bắt đầu là đến dọn đẹp. Đúng rồi. Đầu tiên là cải tạo đất, tiếp theo là hệ sinh thái, rồi cuối cùng là giờ dọn đẹp. Giờ dọn dẹp, nhưng mà đồng thời mình cũng phải tìm kiếm thú nữa. Ok, bước đầu tiên tìm kiếm thú là mình xây một cái máy để scan. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ chuyển cái này chút xíu. Ok, rồi, có loại rùa. Rùa thì là sống ở đảo. À, lấy trắng. Thì có được yêu cầu rồi, small island rồi, nhưng mà vẫn thiếu một yếu tố nữa. Ốc à? Ốc là gì? Đấy. Gần rồi. Gần đạt tiêu chuẩn. Ý là gần đạt tiêu chuẩn.
Sao bị kiểm 100%, 100% công bằng à, quên là xây cái chỗ nó còn là thu lúc về trai nữa. Giờ là thu dọn toàn bộ đây là gì? Không được rồi này. À, một tiếng xây đây cái kết nối toàn bộ hệ thống luôn. Hợp lý nhờ. Rồi sẽ có tàu. Sẽ có tàu đến thu dọn hết toàn bộ này. Đấy, từ từ. Món này là gì nữa? Chuyển đá là chỗ mới không? Hay 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 hay. Bù rock, bù rock. Từ từ sao vẫn chưa kiếm được cái chỗ còn rồn ra. Sau này lần rồi là quanh quanh đây thôi. À, Small Island mà lại có bãi biển. Được rồi nha. Ok. Có rùa nhé. Rồi, một con tiếp. Đến con này là sống ở gần sông à. Coral Reef à. Đây à. Ui, vẫn thiếu một yếu tố nữa. Ocean Near River. Ở đâu đây đấy? Vẫn thiếu một yếu tố. Yếu tố gì? À, phải là gần vùng san hô. Gần vùng san hô lại là gần đấy chỗ này. Được, có yếu tố nào ngon lành. Hay quá. À, gần vùng san hô nó phải là nước sâu. Ok, con này chắc tướng vùng biển nó hơi quá vậy. À, được, còn gì đây? No building. À, ok. No building thì dễ thôi. Bắt đầu, bắt đầu. Chỉ việc đây nhé. 5 phút đến dọn ngay, yên tâm. Các không có nhà xung quanh đây nữa đâu. Rồi, ở đây sống được chưa đẹp. Đấy mà, ba con đơn giản. Tiếp qua được come qua phút của Mount San Beach. Đây, có san rồi nhưng mà vẫn thiếu cái gì đấy. Có san rồi này. Wetland à? Ở biển nhưng mà phải wetland à? Cái này đúng không? À có. Có wetland rồi nè. Có wetland rồi. Vừa sống ở vùng cát mà lại phải gần. Không có tạp ấy. Chà, cát mà lại phải gần cái ấy này. Vậy mày. Chứ khó vậy. Đây có cái nào vùng cát mà lại gần đấy đâu. À. Đây lại không ở gần cát, không ở gần cát, mình không ở gần cát, ta cho biến thành cát, cho biến thành cát hết chưa. Giờ thì không về đây sống đi, về đây sống đi. Này thì flamingo này. Rồi con này là micro forest, tự nhảy ở đây được không? Nhiệt độ cao ok này. À, này ok này, nhưng mà còn thiếu một cái. Ừ, được rồi này, gần rừng nhưng mà phải gần san hô. Thì scan cho chéo này tí không? Chưa được. Gần rừng mà lại gần san hô. Đây. Ok luôn, đá mập luôn. Rồi, con này là Swim Deep Water Ocean Performance. Xin lỗi các bác, chắc là ngoài này rồi. Xong, Well 6 con. Đúng chỉ là chỉ việc là gì? Dọn dẹp cái đống rác của cái thế giới này để lại thôi. Một giấy. Hai nháy, ba nháy, bốn nháy, năm nháy, sáu nháy. À, cái tăng tốc độ dọn lên nhanh nhanh. Dọn đi, đến lúc rút lui rồi. Đến lúc rút khỏi hành tinh này rồi. Thấy chưa? Chúng sạch sẽ đi hết rồi, cái nước còn vẫn phụ nhé. Ê, sai lầm rồi đấy.
Game này đúng là game xuất hình thật. Giờ mình như này thì mình lại không có cái luồng kết nối, mình đi dọn là phải dọn theo trình tự, đã dọn là phải dọn hết. Mày được lắm, mày được lắm em, được lắm, được. Duyệt duyệt bạn game này, nhé. Thay vì dọn lung tung thì mình sẽ dọn cái kiểu này cho nó lịch sự, dọn cái này cho nó lịch sự chưa. 79% rồi này, giờ còn hai cung ngoài này, giờ mình sẽ phải kết nối cung đó lại với nhau để mình cho cái máy dọn nó đi. Được chưa? Rồi máy dọn này lát nữa sẽ dọn được cái này, cũng phải lo. Giờ thì kết nối thằng này với nhau, mình sẽ phải cho mình đây kết nối cái máy này. Được chưa? Rồi có vẻ ổn đấy, giờ chỉ việc kết nối cái máy này với cái máy này thôi. Đây đúng rồi, mình xây một cái trụ ở đây, nó này vào đây. Rồi giờ mình sẽ dọn từ phía ngoài này nhé. Làm sao để dừng lại cái chiếc bàn rồi, mình sẽ dừng lại đi, đâu có dừng được, bực nhỉ. Có cái không có dừng lại mà rồi thì chúng ta rồi chưa vào cái này nữa nghĩa không sao, bình tĩnh còn này đây đúng không, một nháy này hai nháy này hai nháy này. Rồi giờ là dừng lại theo trình tự này, nó chuyển này một này hai ba bốn năm 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ngon. Dạ, vẫn còn trụ cái này nữa. Đây. Không sao. Xong. Làm được vật này nói chung là khá là đẹp, vô tình có cả thác rồi xong nhé. Giải tán nào, thôi giải tán. Nó đẹp luôn, mở hết sóng rồi. Hay quá, game chơi hay, không quá căng thẳng, chơi khá là vui. Ok, vậy là mình đã reclaim được mảnh đất thứ hai 100%. Rồi mình sẽ lượn một vòng nhé. Đó, có rạn san hô này, đá đuối này, bua thì nãy không có, nó cũng sống trên đây thôi. Đây có cả cá voi, đúng là một vùng biển xa nhá, có cả mực hay gì cả, sứa hay mực gì cả. Đây, hồng hạc này, khu vực sống của hồng hạc này. Khu này là rùa này, rùa biển này. Rồi bên này thì là cá mập này. Cái này nếu mà chơi không chuẩn là đến cái bước mà tìm loài vật là có thể mình phải đập đi xây lại một vài thứ nữa. Cảm giác thì kiểu vừa là cứu được một vùng đất chết kiểu vậy, khôi phục được một vùng đất chết. Hay quá, game này chơi hay ghê. Rồi, tham quan đảo bên rồi. Tiếp tục để xem coi vùng đất tiếp theo như thế nào nhé.